Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang vừa đến thăm tặng quà và chúc Tết hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ khó khăn phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Trình Lam Sinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ân cần thăm hỏi, chúc các gia đình chính sách và bà con đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm, an toàn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 20 phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, mỗi phần trị giá 700.000 đồng. Cũng trong dịp này, các mạnh thường quân thành phố Long Xuyên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang trao tặng 134 phần quà, mỗi phần trị giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Cùng ngày, phường Đông Xuyên phối hợp chùa Phước Lộc Thọ và các mạnh thường quân của thành phố Long Xuyên đã trao tặng 100 phần quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang vừa tổ chức buổi cơm tất niên và trao quà Tết cho người bán vé số dạo lớn tuổi và khuyết tật trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Có 150 người bán vé số trên địa bàn thành phố Long Xuyên có hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi và bệnh tật được trao tặng giỏ quà Tết và tiền mặt, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Tết Giáp Thìn năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang sẽ trao tặng 1.900 phần quà Tết cho người bán vé số dạo trong và ngoài tỉnh. Trong đó, tỉnh An Giang 1.700 phần quà với tổng số tiền trao tặng trên 900 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động được công ty duy trì thực hiện trong nhiều năm qua, thể hiện sự chia sẻ, động viên những người nghèo bán vé số dạo gắn bó với vé số An Giang, đồng thời giúp mỗi hoàn cảnh có thêm niềm vui, động lực để đón Tết cổ truyền dân tộc ấm áp hơn. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, hàng loạt các hoạt động mang Tết đến cho người có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội luôn được tuổi trẻ thành phố Long Xuyên tích cực triển khai một cách thiết thực. Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay, giúp người dân có thêm niềm vui đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc. Đã trở thành thông lệ, hàng năm khi mùa xuân chạm ngõ, các cấp bộ đoàn, hội trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, những người yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí. Những việc làm thiết thực của tuổi trẻ thành phố đã góp phần giúp nhiều gia đình cảm thấy mùa xuân thật ấm áp, nghĩa tình, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức đoàn, hội trong công tác bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng hình ảnh lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, bằng sức trẻ của mình dệt nên mùa xuân của xã hội. Thì hôm nay thì đoàn thanh niên phường Đông Xuyên thì phối hợp với các chi đoàn kết nghĩa và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí với tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, những người già neo đơn trên địa bàn phường. Thì đây là một trong những hoạt động tình nguyện để chào mừng đại hội của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Qua đó thì cũng góp phần vào việc mà chăm lo sức khỏe cho người dân cũng như những người già yếu gặp khó khăn trong việc đi đến các cơ sở y tế. Thông qua hoạt động này thì muốn gửi đến mọi người hình ảnh của đoàn thanh niên trong việc chăm lo cho an sinh xã hội trên địa bàn phường, cũng như mong muốn người dân có được cái Tết ấm no hạnh phúc. Mang xuân đến với gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là nghĩa cử cao đẹp được tuổi trẻ thành phố thực hiện trước thềm năm mới thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Với vai trò là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm đến với những người yếu thế trong xã hội, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, người tình nguyện, các nhà hảo tâm, công ty doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cùng tham gia các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo. Đặc biệt, phong trào xuân tình nguyện tiếp tục được lan tỏa, thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội, từ đó tạo nguồn lực lớn để thực hiện các chương trình Tết hướng về người có hoàn cảnh khó khăn. Thì nhân dịp mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn 2024 thì phường đoàn đã xây dựng kế hoạch để chăm lo các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Thì qua đó nhằm thể hiện của các sự quan tâm của các cấp các ngành và của địa phương đến các đối tượng yếu thế, nhằm sẻ chia một phần cuộc sống khó khăn đối với các đối tượng yếu thế để các đối tượng yếu thế có được một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Khi mọi người, mọi nhà đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, những lời hỏi thăm động viên ân cần, những món quà nghĩa tình trước thềm năm mới trao tận tay những người yếu thế trong xã hội không chỉ thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia của tuổi trẻ thành phố mỗi dịp Tết đến xuân về. Cảm thấy rất là vui, cảm thấy ấm áp vì cái tình yêu thương của cộng đồng, về sự quan tâm của các cấp chính quyền với nhà tài trợ
thì làm cho mình vơi đi một phần nào đó, cái cảm thấy cái mùa xuân này thật là ấm áp, mình thấy hạnh phúc. Việc chung tay chăm lo cho những người nghèo, những người yếu thế trong xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, thắp lên hy vọng, tạo động lực cho những người kém may mắn đón Tết đầm ấm. Đó không chỉ là những món quà ý nghĩa mà còn là sự cảm thông, sẻ chia, bao dung ấm áp tình người.